Và đúng tôn chỉ, chúng ta đá vòng tiếp theo. Và cái bạn nhuyễn lên một tí nữa. Và tất nhiên là tôi đẩy 2 ngày, tôi có ý của tôi với một cái vòng thứ hai. Coi như mình học cử nhân, bây giờ mình học thạc sĩ đi. Và các bạn học thì các bạn hãy dành cho 30% lớp này là học viên mới. Thì các bạn thấy là hai bên đều có tác dụng, thì tôi mới có lời khuyên đó. Yeah. Và chúng ta phải có được 3 cái mảng: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thế thì cái phần này ấy, là mình học cho chính mình, tức là bản thân mình phải có ở trong cái lõi ấy. Thế còn cái phần kiến thức này thì chúng ta học cho mình, nhưng mà dưới góc độ là giải thích mọi chuyện là tại sao. Tại sao lại đi phát bằng hay không đi? Tất cả mọi chuyện phải lý giải với tư cách kẻ có học, chứ không thể dùng cảm xúc ở đây để quyết định được. Thì bây giờ phần kỹ năng, các bạn không có, các bạn không thành người được đâu. Là từ cái tại sao này cộng với bản thân mình có một định tính rất tốt thì bắt đầu nó tụ ra. Thì đây là kết quả cuối cùng của cuộc đời này. Một cái kỹ năng của tôi nó phản ánh tại sao tôi làm thế. Tôi đi nhậu, tại sao tôi lại ngồi lại đến 2:30? Tôi giải thích được chứ tại sao. Nhưng mà khi tôi ngồi lại 2:30 mà tôi không ói, mà tôi vẫn góp phần cho bạn nhậu, chứ không chơi cái trò là ngồi xong kệ mày chết. Điển hình là cái thằng 60 chết, mày cứ chết, tao lẻn về tao ngủ. Hèn lắm. Nhưng tao lẻn về, tao có lý do và tao giải thích được cái đó. Thì kỹ năng lẻn về là một kỹ năng, mà ngồi lại là một kỹ năng. Và cái kết quả ngồi lại này là nó từ yếu tố thái độ của bản thân. Cho nên 3 cái nó biện chứng lắm. Nhưng cái cuối cùng nó hiện ra là hành vi của các bạn. Cái gì ạ? Và các bạn nên nhớ rằng cái người của xã hội hiện đại 4.0 á, nó nhìn các bạn cái nó biết ngay cái loại mày chết ở hoa thị này hay chết ở cái hoa thị này. Hoa thị này là cái bản chất con người nhân cách không có. Còn hoa thị này ấy, có nhân cách nhưng mà ngu. Cả hai cái này có nhân cách và không ngu thì nó hiện ra kết quả. Tao ra tao mua bộ com lê không đáng bao nhiêu cả, tao đi dự với lớp. Hoặc chắc chắn tao không dự. Vì tao dự với cái lớp này là tao là thằng không có nhân cách. Vì cái lớp này nó đi dự để nó kiếm tiền, để nó đi nó tạo một cái môi trường nó khoe của, giống như mấy cái lớp hội lớp nhà bạn ấy. Nó đi để nó nối lại tình xưa nghĩa cũ, rồi nó vào rừng thông nó cặp bồ. Nhân cách của tao, tao không đi. Các bạn có quyền không đi, nhưng các bạn phải lý giải được. Bởi vì nhân cách của các bạn cộng với lý giải minh chứng rất là rõ, kết quả tao không đi. Còn nếu tao đi là việc của tao. Thì các bạn phải rõ ràng ấy chứ đi. Cho nên kết quả là thùng cả ba thì nó chuyển chứ đấy. Thì bây giờ có ông đi, đi nhưng đếch hiểu tại sao. Đi cũng đếch kiểm tra nhân cách của mình, rồi kệ cứ đi đã. Thì tôi còn đánh giá cao là vì kệ tao đi xong bể gì, tao về tao rút kinh nghiệm. Vậy thì bài hôm nay này là bài kỹ năng mềm. Cho nên là tôi mới đánh vào chỗ này. Tôi đánh vào cái khu vực kết quả này là kỹ năng. Còn cái phần này này là cái phần nó mang tính tri thức, tức là phát triển bản thân. Còn cái phần này là phát triển não này. Còn đây là phát triển cơ bắp này. Đấy, cho nên tiêu đề của chúng ta của bài kỹ năng mềm hôm nay, và tôi bắt thằng Trọng làm lại toàn bộ, đã áp đặt đúng ý đồ của tôi.
Thì cái bài này nó nằm trong cái nhóm giữa này, đó là kỹ năng. Và các anh chị đặc biệt chú ý cái chữ này nhé, kỹ năng. Còn bài sau tôi sẽ nói kiến thức. Kiến thức về chiến lược kinh doanh. Các chị ạ. Còn bây giờ bài này nhé, đó là nhân cách ở thái độ. Thái độ là biểu hiện của cảm xúc. Còn kỹ năng là cái vừa cảm xúc mà vừa tri thức. Không hiểu những cái đó, các bạn chỉ tỏ ra thôi. Hành vi của các bạn không khuất phục được ai hết. Các chị ạ. Và cái lớp này nó khác so với cái lũ mà trên YouTube nó nhảy như con ngựa. Chắc chắn tôi không xây cái đẳng cấp đó. Vậy đây là kỹ năng thuyết trình. Còn các bạn nghe nó như là một mảng kiến thức, như là một mảng nhân cách, e rằng nó không đúng. Vậy kết thúc cái phần học này, tôi cần các bạn kỹ năng nói chuyện với cô vợ phải khác. Kỹ năng nếu đã chấp nhận đi picnic thì kỹ năng ngồi trên bàn nhậu phải khác. Kỹ năng mà muốn trốn về không nhậu nữa phải đứng dậy đàng hoàng phải khác. Hãy tỏ ra mình là kẻ thành công, không là toi ấy. Còn về nhận thức, tao vướng cái này hoặc tao vướng cái này, đáp số của tao là tao không đi. Mà ra không đi thì cần gì kỹ năng. Đằng này chơi cái trò không giống ai. Thấy chưa, có mỗi tên đầu bài thôi, mất đã 10 phút. Còn đúng 1 phút nó là hết 10 phút, tiếc thời gian chưa? Vậy thì chúng ta cứ từ từ đánh 3 mảng song song. Một mảng chạy kiến thức, một mảng chạy phát triển bản thân, một mảng chạy thuần túy kỹ năng. Và bây giờ là kỹ năng. Kỹ năng sử dụng cái ngôn ngữ mà chỉ có riêng động vật người có thôi. Tại sao lại phải sử dụng? Thì tí tôi sẽ đặt vấn đề, được chưa? Và cái phần nhức đầu nhất ấy, là phần kiến thức. Cái phần mà khó thuyết phục các bạn nhất ấy, là phần nhân cách. Cái phần mà dễ nhất là phần này. Nhưng các bạn lại không nhận thức được vai trò đặc biệt của kỹ năng. Vì kỹ năng là nó thể hiện cái bên trong của mình, còn kỹ năng là cái nó hiện ra bên ngoài. Nó chứa đựng cả hai cái đó. Cái gì ạ? Mà lúc mà tôi dạy cái nhận thức ở những năm đầu thì các bạn lại bảo ông thầy này ông dạy kỹ năng. Đến lúc dạy kỹ năng thì nó vứt đi. Là vì kiến thức nó không thủng. Nó không biết tại sao phải làm thế. Cái gì ạ? Cho nên tôi to mồm thì các bạn thông cảm cho. Vì trong tư duy của tôi nó rạch rò rất là rõ nhé. Rồi đấy. Hết lòng với các bạn rồi đấy. Và tôi nhắc lại, những phần mở bài thế này nó còn quan trọng gấp triệu lần cái thứ mà ngồi suy luận giảng thế nào giảng, tí nữa về lại quay lại với cái sinh vật người. Sinh vật người là thứ sinh vật sống bằng thói quen. Sinh vật người là sinh vật mà sống bằng hình thức. Các bạn à, không nâng kiến thức được. Thấy chưa? Vậy thì ở đây các bạn hình dung là cái chủ đề của cái vòng mới tôi sẽ chạy cho các anh chị. Khi nào thiếu một trong ba cái này là đời mạt liền. Đời các bạn còn trẻ, còn dài, sống dành cái vẻ đẹp nhất của cuộc đời về phía mình ấy, tôi xem này. Trường Doanh Nhân PR.